tên Ngon, quê ở Cái Môn, ấp Bình Tây, xã Bình Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về các loại cây công trình. Thì đây là cái video đầu tiên mà em giới thiệu với cả nhà về các loại cây công trình nha cả nhà. Thì trước giờ thì là em chỉ chuyên về các loại cây giống, cây ăn trái, mai con, bông trang các loại. Thì hôm nay em cung cấp thêm các loại cây công trình do nhu cầu của khách thì rất là đa dạng. Nhiều khi khách muốn mua cây bông trang, cây mai rồi thêm ít cây công trình đó, nhưng mà em không có cung cấp, thì hôm nay thì em sẽ cung cấp cho cả nhà thêm các cây công trình. Nên cả nhà có nhu cầu thì ủng hộ em nha. Thì hiện tại cây công trình của em thì có các loại như sau. Thì đầu tiên đó là cây phượng vĩ, cây phượng mà ở trong trường thường mình trồng cái bông đỏ đỏ cả nhà. Thì đây là cây phượng của mình, hiện tại thì nó cao tầm khoảng 1m2 nha cả nhà. Cái thân cây nó thì nó cỡ như ngón trỏ trở lên này nè. Cái thân cây của mình thì nó cao như 1m2. Những cái loại cây công trình này thì trong quá trình vận chuyển thì cây nó có thể bị dập lá, rụng lá, có thể rụng lá toàn bộ luôn, nhưng mà các bạn cứ yên tâm thì cây mình nó rất là khỏe, nó sẽ lên lá lại và phát triển rất là mạnh luôn nha cả nhà. Cả nhà cứ yên tâm về cái sự rụng lá hay dập lá của cây. Thì đầu tiên đó là cây phượng thì nó có hoa màu đỏ nha cả nhà. Còn một cái cây tiếp theo, đó là cái cây bò cạp vàng này nè. Cái cây bò cạp vàng của mình thì cái thân cây cũng cỡ ngón trỏ trở lên, và nó cao thì cũng tầm khoảng 1m trở lên nha cả nhà. Cây của mình nó rất là mạnh khỏe luôn. Còn về một cái cây tiếp theo nữa, đó là cây dầu. Cây dầu nha cả nhà. Cây dầu của mình thì nó cao cũng tầm khoảng 1m2. Cây của mình thì cái thân cây cũng từ ngón trỏ trở lên nha cả nhà. Cây mình nó rất là khỏe luôn nha. Đây là cây dầu. Còn tiếp theo đây là cái cây kèn hồng nha các bạn. Cây này thì nó có hoa nha. Nó cao cũng tầm khoảng 1m1, 1m2 nha cả nhà. Cái lá thì nó có dạng dày và nó có hoa. Cái thân cây thì nó cũng từ ngón trỏ trở lên luôn. Và một cái cây thứ năm nữa, đó là cái cây dương phi lao. Cây dương phi lao này nè, thì thường là mình trồng cái khuôn viên hoặc là những cái bãi biển thì nó sẽ thành một cái rặng phi lao dài rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây này thì nó cao cũng tầm khoảng 1m2 luôn. Cái thân cây thì nó cỡ như ngón út trở lên. Và cái này nè là các bạn, cây này là khá quen thuộc rồi nha các bạn. Đây là cây sao. Cây sao của mình thì nó cao cũng tầm khoảng 1m trở lên. Cái thân cây nó cũng cỡ điếu hút trở lên nha cả nhà. Thì một cái cây tiếp theo nữa, đó là cây trắc. Đây là cây trắc nha cả nhà. Cây trắc nó cũng cao tầm khoảng 1m2, 1m1, 1m2. Còn để ngăn để cho nó không có chịu đứng nè. Còn tiếp theo đây là cây xà cừ. Cây xà cừ của mình thì cao tầm 1m thôi. Còn tiếp theo ở đây là cây giáng hương. Cây giáng hương nè, cây giáng hương thì nó có cái lá, cái đuôi nó nhọn nha cả nhà. Đây là cái cây giáng hương thì nó cao tầm khoảng 8 tấc. Còn cái này các bạn có biết cây gì đây không? Đây là cái cây lộc vừng đây. Cây lộc vừng này hoa đỏ nha các bạn. Đây là còn cây lộc vừng con. Còn tiếp theo nữa, đây là cây sưa. Đây là cây sưa nha các bạn. Lá nó giống cây chùm ruột quá nhỉ. Còn ở đây là các bạn đố các bạn biết cây gì nè. Cái lá nó to to, nó mềm mềm, nó giống như cây cà tím gì đó. Nhưng mà không phải đâu. Nó tên là cây giá trị. Nghe tên của nó thôi cũng rất là hấp dẫn rồi ha các bạn. Cây giá trị nha. Còn ở đây là cái cây chuông vàng. Một loại cây có bông nữa là cây chuông vàng nha các bạn. Cây chuông vàng của mình đây. Thì Ngân điểm mặt lại cho các bạn coi nha. Các bạn có nhu cầu về cây công trình thì cứ liên hệ với Ngân nha. Những cái loại cây này thì là tất cả thì là chỉ trừ cây bò cạp vàng thôi, còn lại thì đồng giá với nhau, có giá là 25.000 đồng một cây nha các bạn. Có giá là 25.000 đồng một cây. Khi các bạn lấy các bạn lấy 10 cây trở lên thì Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn nha. Những cây cây này thì nó cao, có cây thì tùy cây, nó cao từ giống như cây chuông vàng, cây giá trị thì nó thấp.
Còn những cái cây còn lại thì giống như cây dầu, cây sao, cây xà cừ, cây dương phi lao thì nó rất là cao, khoảng 1 mét, 1,2 m luôn. Thì tất cả những cái loại này nó sẽ đồng giá, kể cả cây phượng luôn, thì nó sẽ đồng giá là 25.000 đồng một cây. Chỉ riêng cây bò cạp vàng này á, thì là có giá là 100.000 đồng một cây nha các bạn. Cây bò cạp vàng này thì giá nó cây bự, nó giá nó cao hơn những cái loại khác, thì nó có giá là 100.000 đồng một cây nha các bạn. Các bạn có nhu cầu về những cái loại cây công trình thì liên hệ với Ngân nha. Cái này là giá Ngân bán lẻ cho một combo. Các bạn có thể lấy 10 cây bất kỳ hoặc là 10 cây 10 loại thì có giá là 250.000, Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn luôn nha. Cây của mình nó rất là to, rất là khỏe luôn nha các bạn. Giống như Ngân nói thì trong quá trình vận chuyển là cây của mình nó có thể dập lá, nó có thể rụng lá, nhưng các bạn cứ yên tâm, thì cây của mình nó thì là nó rất là khỏe, nó sẽ lên lá lại nha cả nhà. Cây công trình thì nó rất là mạnh, rất là khỏe. Nghe tên cái cây công trình là các mình biết cái cây nó sức sống như thế nào rồi. Thì tất cả những cái cây này thì nó sẽ đồng giá là combo 10 cây thì sẽ có giá là 250.000, Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ngân, và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân nha cả nhà.